Rồi, xin chào các bạn, thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho bạn làm một cái bài tập, đó là bài tập sơ đồ thẳng. Thì đề bài người ta sẽ cho bạn dạng như thế này. Đầu tiên đó là cho một hệ thống điều hòa không khí sử dụng sơ đồ thẳng, và sơ đồ thẳng này sử dụng cho mùa hè. Rồi biết không khí ngoài trời của chúng ta sẽ có nhiệt độ TN bằng 32 độ C và độ ẩm tương đối là PN 75%. Không khí của chúng ta sẽ thổi từ trên thổi xuống. Trong phòng sẽ có nhiệt độ là 25 độ C và độ ẩm là 60%. Và đề người ta sẽ cho thêm đó là hệ số góc epsilon t của mình là bằng 3000 kilocalo trên kg, và QT là tổng nhiệt thừa đó là sẽ cho bằng 30 kW. 30 kW thì chúng ta sẽ bắt đầu giải bài tập. Thì để giải được bài tập này thì chúng ta phải có một cái đồ thị D. À, một cái đồ thị ID ha. Rồi. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ xác định những cái điểm nút, đúng không? Những cái điểm nút. Đó là điểm N, N đó là nhiệt độ và độ ẩm không khí ngoài trời. Thì bài trước thì thầy đã hướng dẫn cho bạn cách xác định rồi, thì ngày hôm nay thầy sẽ làm nhanh qua thôi. Nhiệt độ ngoài trời chúng ta đề bài cho TN bằng 32 độ C. Đây chính là cái đường nhiệt độ 30, 31, 32 ha. Vậy chúng ta sẽ kẻ một đường nhiệt độ như thế này. Đây chính là đường TN bằng 32 độ C. Rồi, độ ẩm ngoài trời của chúng ta là 75%. Đây, những cái đường cong như thế này chính là những cái đường độ ẩm thôi. 75%, 70, 75, 80. Đây 75% là đường độ ẩm của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ gieo hai đường nhiệt độ và đường độ ẩm, thì chúng ta sẽ tìm ra được điểm N. Đây chính là điểm N. Tương tự chúng ta sẽ xác định được điểm T là nhiệt độ và độ ẩm trong phòng của chúng ta. Rồi nhiệt độ trong phòng của chúng ta ký hiệu là TT và có nhiệt độ là 25 độ C. 25 độ C. Đây chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng như thế này ha. 25 độ C. Rồi độ ẩm trong phòng đó là 60%, 60%. Tương tự chúng ta sẽ lùi lại 75, 70, 65, 60. 60 đây chính là cái đường độ ẩm của chúng ta. Đây tương tự chúng ta sẽ gieo lại thì chúng ta sẽ tìm ra được điểm T, điểm T. Thì sau khi chúng ta tìm được điểm N và điểm T rồi thì công việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo các bạn? Đúng rồi ha. Chúng ta sẽ kẻ một đường đó là đường epsilon. Và cái đường phi 90 hoặc là các bạn chọn 95 để chúng ta xác định được điểm O để chúng ta kiểm tra điều kiện vệ sinh đó. Đây là đường 3000 của chúng ta. Đấy, đây là đường 3000 ha. Rồi, còn đường phi 90 hoặc 95 thì ở đây thầy sẽ chọn đó là đường 95 đi. 95. Đây ha. Rồi, thì như các bạn đã biết đó là cách xác định điểm O, đúng không? Điểm O của chúng ta thì nó chính là đường kẻ epsilon t 3000 này để bài người ta cho, và đường phi 90 hoặc 95 và nó sẽ đi qua t ha, đi qua t. Thì để đường epsilon 3000 này đi qua t thì chúng ta sẽ kẻ một cái đường song song với đường epsilon t 3000 này và nó sẽ cho nó đi qua t ha. Thì đây thầy nhắm chừng thôi. Đấy, thì đây chính là cái đường song song của đường epsilon t của mình. Ở đây là điểm O. Và chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra điều kiện vệ sinh, đúng không? Kiểm tra điều kiện vệ sinh. Từ từ điểm O này, chúng ta sẽ vẽ một cái đường nhiệt độ.
Đấy. Thì cái giá trị nhiệt độ này thì khi chúng ta tra thì đây chính là 15,5 đúng không? Chúng ta tra TV là bằng 15,5. Cái 5 độ C. Rồi, thì theo cái điều kiện của chúng ta, điều kiện khi chúng ta kiểm tra điều kiện vệ sinh đó thì sẽ có hai trường hợp đúng không? Không khí thổi từ trên thổi xuống và không khí thổi từ dưới thổi lên. Khi mà trường hợp không khí thổi từ trên thổi xuống thì chúng ta có đó là TV. Thì thỏa điều kiện đó là gì? Sẽ bằng TT trừ cho 10 độ C ha, 10 độ C. Còn điều kiện mà không khí của chúng ta đặt ở dưới sàn thổi từ dưới thổi lên đúng không? Thì điều kiện chúng ta đó là TV sẽ bằng TT trừ cho 7 độ C. 7 độ C. Đấy. Thì đối với lại bài tập này của chúng ta thì đề bài người ta đã xác định sẵn cho bạn luôn, đó là không khí thổi từ trên thổi xuống thôi. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái điều kiện này để chúng ta áp dụng. Thì các bạn biết rồi, đó là nhiệt độ TT chúng ta đề bài cho là 25 độ C. Chúng ta trừ cho 10 độ C. 10 độ C. Thì chúng ta có kết quả đó là 15 độ C. À, 15 độ C. Như vậy 15 độ C này so với giá trị thực tế của nó là 15,5. Như vậy anh này anh sẽ lớn hơn đúng không? 15,5 sẽ lớn hơn 15. Như vậy nó có thỏa điều kiện không các bạn? Thỏa hơn. Như vậy thỏa điều kiện vệ sinh. Thỏa điều kiện vệ sinh. Như vậy sau khi thỏa điều kiện vệ sinh rồi thì điểm O này chúng ta cho nó trùng với lại điểm V luôn đúng không? Điểm V luôn. Thì điểm O này chính là cái nhiệt độ mà ra khỏi giàn lạnh của chúng ta, ra khỏi giàn lạnh. Còn điểm V chính là nhiệt độ ra khỏi miệng gió của chúng ta. Thì người ta giả thuyết khi mà tính toán thì điểm O và điểm V này người ta thường là người ta sẽ cho trùng nhau. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ bỏ qua cái tổn thất nhiệt, bỏ qua cái tổn thất nhiệt mà không khí lạnh đi từ cái giàn lạnh của chúng ta ra tới cái miệng gió, đúng không? Miệng gió để thổi vào không khí lạnh vào phòng điều hòa của chúng ta đấy. Rồi đó là cách mà chúng ta xác định bốn điểm nút O trùng V và điểm T điểm N. Sau khi chúng ta xác định xong rồi thì chúng ta sẽ tìm cái giá trị I và D. I và D để chúng ta giải bài toán của mình, đó là tìm cái quy đúng không? Quy không, tìm quy không. Rồi thì đối với những trường hợp mà các bạn sử dụng trên đồ thị, đề bài người ta yêu cầu đó là các bạn xác định trên đồ thị ID luôn. Đúng không? Thì chúng ta sẽ xác định trên đây luôn. Đầu tiên đó là ID. Tìm I và tìm D của điểm N này. Thì đối với lại điểm DN thì chúng ta sẽ kẻ từ trên kẻ xuống ha. Đấy. Thì đây là đường 22. Như vậy ở đây 24 thì ở giữa này nó dao động khoảng 22,8 đúng không? 22,8. Như vậy DN của chúng ta sẽ bằng là 22,8. 22,8. Rồi, tương tự đối với lại Y ha, Y. Y là một cái đường xéo từ trên xéo đây ha, đường Y của chúng ta xéo từ bên góc bên phải xéo xuống bên tay trái ha. Đây. Đây chính là IN. IN của chúng ta. Thì các bạn đọc giá trị xem. 20 nè, 21 nè, 22 nè. Như vậy ở đây nó nằm giữa khoảng 20 và 21 đúng không? 20, 21 và 22. Như vậy chúng ta sẽ lấy giá trị IN này sẽ bằng 21,5 thôi. 21,5.
Thì khi chúng ta sử dụng đồ thị này chắc chắn chúng ta sẽ có sai số đó. Sai số là chuyện bình thường. Sai số do cái tỷ lệ của cái đồ thị D này. Sai số do mắt chúng ta nhìn, sai số do thiết bị dụng cụ vẽ của chúng ta đúng không? Thước đo vân vân. Thì đây các bạn lưu ý thôi, đối với lại DN đơn vị của chúng ta đó là kg trên kg không khí khô đúng không? Còn EN của chúng ta đơn vị của nó đó là kilocalo trên kg, các bạn chú ý đó là đổi ra ha, kilocalo nè trên kg, thì các bạn nhớ đổi ra kilocalo này đổi sang gì các bạn? Kilojoule thôi, kilojoule đó là đơn vị chuẩn của mình. Thì để mà đổi ra từ kilocalo sang kilojoule chúng ta nhân cho 4,18 thôi, giá trị tương đương thôi, 4,18 ha. Đấy thì chúng ta sẽ đổi đơn vị ra. Thì các bạn khi mà các bạn sử dụng đồ thị ID này thì các bạn chú ý đó là chúng ta phải đổi từ kilocalo sang kilojoule cho cái y này ha, những cái giá trị y như này. Rồi tương tự chúng ta sẽ xác định được y, t và dt cũng tương tự thôi. Đây là y, t của mình. Đó, thì các bạn tự đọc giá trị ha, 12, 13. Như vậy ở đây chúng ta chọn 13,2. Rồi tương tự d, t. Đây thì vẽ lên đi, dt. Thì dt của chúng ta trùng luôn, đó là 12 đúng không? 12. Rồi còn O đúng không? O và V. Như vậy IO hoặc là IV của chúng ta nó là 9,8 đi đúng không? 8 này, 9 này, 9,8 gần bằng 10 đó. Rồi tương tự DO hoặc là DV. Thì kéo lên đây luôn đi. Đấy, thì nó là 10,2 đi, đúng không? 10, 11, 12 này. Như vậy chúng ta chọn nó là 10,2. Đấy, đó là chúng ta sẽ xác định xong những cái điểm nút và những cái giá trị Y và D của những cái điểm nút này. Thì từ đây chúng ta sẽ tiến hành giải bài tập, đúng không? Giải bài tập. Thì đó là cách mà chúng ta xác định trên đồ thị ID những cái giá trị như vậy. Thì ngoài ra chúng ta còn có cách đó là chúng ta sẽ xác định bằng công thức. Thì công thức này chúng ta cần phải nắm được công thức này thì chúng ta xác định rất là nhanh. Thì khi mà các bạn làm bài ở nhà, các bạn cố gắng đó là đọc kỹ đề, kỹ đề. Người ta xác định yêu cầu đó là xác định trên đồ thị ID hay là xác định bằng công thức để chúng ta làm cho nó nhanh. Rồi thì ở đây thì tóm tắt lại đó là phải xác định điểm O bằng đường epsilon t 3000 và đường phi 95%, và ở đây chúng ta sẽ tìm được cái TV là 16, hồi nãy chúng ta tìm đó là 10, 10, 15,5 đó, thì nó sẽ có sai số, không sao cả. Thì đây vừa rồi chúng ta đã kiểm tra điều kiện vệ sinh, nó là thỏa đúng không? Nó là thỏa điều kiện vệ sinh ha. Rồi đây là cách mà chúng ta sử dụng công thức. Công thức thì như nãy đó là chúng ta xác định điểm N, điểm N thì điểm N nó sẽ có nhiệt độ đó là 32 độ C và độ ẩm là 75%. Thì đây để mà xác định được Y và D đúng không? Y và D đây ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về D trước đi. À, thì ở chương số 1 của chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về công thức này rồi. Đó là D của chúng ta sẽ bằng 0,622 nhân cho pH chia cho 1 trừ pH đúng không? 1 trừ pH. Thì để tìm được pH này thì chúng ta phải thông qua công thức này. Đó là pH của chúng ta nó sẽ bằng phi nhân cho B pH đúng không? B bão hòa đấy, áp suất bão hòa ha. Thì để tương tự để tìm được B bão hòa này, phi thì đề bài người ta cho rồi, phi là 75% này đúng không?
Thì để tìm được B bão hòa này, chúng ta sẽ có một công thức tiếp theo nữa. Đây ha, B bão hòa của mình nó sẽ bằng E mũ 12 trừ cho 4026,42 chia cho 235,5 cộng cho T. Thì các bạn ở đây các bạn nhắm máy tính thôi, E mũ, E mũ. Và T này, đó là giá trị nhiệt độ của chúng ta đã biết trước rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhắn máy tính và chúng ta sẽ cho ra kết quả là 0,0473, đơn vị của mình là 3 ha. Rồi, sau khi chúng ta tìm được B bão hòa rồi thì chúng ta sẽ lắp ngược vào công thức này. Đó là BH sẽ bằng phi nhân B bão hòa. Phi của chúng ta là 0,75 ha, tương đương với 75% nhân cho B bão hòa chúng ta vừa mới tìm xong. Thì chúng ta sẽ tìm được BH của mình, đó là 0,0353. Rồi sau khi tìm xong thì chúng ta sẽ lắp vào công thức tìm D, đó là 0,622 nhân cho BH chia cho 1 trừ BH. Đây ha, 0,035. Tương tự chúng ta bấm máy tính thì chúng ta sẽ cho ra cái giá trị, đó là 0,0229 kg trên kg không khí khô thôi. Rồi, IN thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là T cộng cho 2500 cộng cho 2 nhân T nhân cho DN. Thì T đề bài người ta cho các bạn đó là 35 độ C, 32 đúng không? 32 độ C. Và DN thì chúng ta vừa mới tìm xong. DN chúng ta vừa mới tìm xong. Như vậy chúng ta sẽ lắp vào, chúng ta bấm máy tính cũng tương tự. Ta sẽ xác định được giá trị IN này thì nó là 90,61 kilojoule trên kg. Đấy. Thì đối với lại khi mà chúng ta sử dụng công thức như thế này thì nhiệm vụ chúng ta đó là chúng ta phải nắm bốn công thức này, chúng ta phải nhớ trong đầu bốn công thức này. Đó là công thức tìm B bão hòa, BH, D và tìm Y. Thì những công thức này chúng ta đã học ở chương số 1 rồi, chương số 1 rồi. Bây giờ chúng ta kế thừa thôi, kế thừa thôi. Rồi, đó là tìm điểm N. Tương tự chúng ta tìm điểm T cũng vậy, tìm T cũng vậy. Điểm T chính là nhiệt độ và độ ẩm trong phòng của chúng ta. Thì đề bài người ta cho các bạn đó là 25 độ C và độ ẩm là 60%. Tương tự chúng ta cũng sử dụng bốn công thức này, bốn công thức này để chúng ta tìm ra được điểm T. Như vậy điểm T của chúng ta B bão hòa là bằng gì các bạn? B bão hòa sẽ bằng E mũ 12 trừ cho 4026,42 chia cho 325,5 cộng cho T. T ở đây là bằng bao nhiêu các bạn? Đúng rồi ha. T ở đây là chúng ta đang xác định cho điểm này nhiệt độ đó là 25 độ C, thì chúng ta lắp nó vào đó là 25 và chúng ta sẽ bấm ra. Rồi BH của chúng ta sẽ bằng phi nhân B bão hòa. Phi của chúng ta ở đây là bằng bao nhiêu? 60% hơn, 60% thì các bạn đổi ra đó là bằng 0,6. Rồi tương tự các bạn tìm D và tìm Y của điểm T này. Tương tự sau khi các bạn tìm được BH, T rồi, chúng ta tìm DT và YT. Công thức giống nhau, chỉ có số thì nó khác nhau thôi, đúng không? Số nó sẽ thay đổi theo từng điểm đúc. Rồi, tương tự điểm O, điểm O và điểm V của chúng ta. Thì nãy chúng ta xác định đó là 16 độ C và 95%. Thì có một số bạn đó là các bạn tra có thể là do sai số là 15,5 hoặc là 16,5 gì đó, thì cái sai số đó cho phép do tùy vào cái đồ thị D của chúng ta, đúng không? Tùy vào cái tỷ lệ của nó thì nó sẽ có những cái sai số nhất định thôi. Thì khi các bạn làm thì ví dụ như nãy thì chiếu lên cái bảng của chúng ta và bảng thu nhỏ, còn đối với các bạn làm bằng 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 trên lớp thì các bạn có thể đó là các bạn in ra cái tờ giấy A3 ha, A3 thì các bạn sẽ phóng nó to hơn, thì khi các bạn xác định sai số nó sẽ ít hơn, nhỏ.
nhỏ hơn. Đấy, tương tự điểm O và điểm V nhiệt độ là 16 và độ ẩm của ta đó là 95%. Thì chúng ta sẽ xác định tương tự công thức đó, B bão hòa sẽ bằng E mũ 12 trừ cho 4026,42 chia cho 235,5 cộng cho T. T ở đây chúng ta ráp vào đó là 16, 16. Và phi ở đây chúng ta sẽ lắp nó vào đó là 0,95, 0,95. Tương tự DO và IO cũng vậy. Đấy. Rồi, cái cuối cùng đó là đề bài người ta yêu cầu các bạn đó là tính năng suất lạnh. Đúng không? Cho thiết bị năng suất lạnh đó là Q0. Q0. Q0 sẽ bằng G nhân cho delta I. IN trừ cho IO. IN và IO chúng ta vừa mới xác định xong đúng không? IO nè, IN. Chúng ta vừa mới xác định lúc trước đó đó là 90,61. Còn G này thì chúng ta cần phải tìm thôi. G này chúng ta cần phải tìm. Thì để tìm được G thì chúng ta sẽ sử dụng công thức G này, đúng không? G sẽ bằng QT chia cho delta I. I ở đây đó là IT trừ cho IV. IT trừ IV. Thì đề bài người ta đã cho các bạn đó là QT. QT của mình đó là 30 kW, 30 kW. Thì chúng ta sẽ đưa nó vào thôi. Còn IT và IV. IT chúng ta đã tìm. Đó, IT là 55,594 kJ. Còn IV, IV chính là IO của mình đó. Hai điểm này trùng nhau. Nó là 43,62. Đấy. Thì bạn lắp vào, các bạn sẽ bấm máy tính và tương tự các bạn sẽ cho ra giá trị cuối cùng của chúng ta là 2,51 kg trên giây ha, kg trên giây. Rồi chúng ta lắp vào cái Q0 này và chúng ta sẽ tính được Q0. Kết quả của chúng ta ra đó là 117,73 kW. Thì đây cũng có một số bạn sẽ vướng tại cái đơn vị đúng không? Cái đơn vị của chúng ta kg trên giây. Thì đây thầy giải thích luôn cho các bạn đó là gì là sao? QT của mình, QT đơn vị nó là gì? Nó là kW đúng không? KW, đơn vị chuẩn của nó là kW. Thì kW này nó sẽ bằng kilojoule trên giây, trên giây. Watt này, watt. Đúng không? Watt của chúng ta nó sẽ bằng joule trên giây. Joule trên giây. Thì kW nó sẽ bằng kilojoule trên giây ha, kilojoule trên giây. Thì QT của chúng ta còn IT thì của chúng ta đơn vị nó là gì? Nó là kilojoule trên kg, trên kg không khí khô, không khí khô. Thế đây cái G này sẽ bằng gì? QT chia cho delta I đi, đúng không? Delta I rồi chúng ta sẽ ghi đơn vị ra đúng không? QT này là kilojoule trên giây. Nó còn delta I này thì chúng ta đưa đảo ngược lên. Nó là kg trên kilojoule. Kilojoule và kilojoule chúng ta trực tiếp nhau thì đơn vị cuối cùng của mình đó là kg trên giây ha, kg trên giây. Đó, đây. Đúng chưa? Đấy. Thì như vậy khi các bạn tính như vậy thì y giá trị y của mình khi mà các bạn bấm máy tính theo công thức như thế này thì đơn vị của nó đã là kilojoule trên kg rồi. Còn khi các bạn sử dụng trên đồ thị ID của mình á thì trên đồ thị ID nó đang thể hiện đó là kilocalo trên kg đúng không? Trên kg không khí khô. Thì đây từ nãy thì có nói rồi đó, đó là chúng ta phải nhân cho 4,18 đúng không? 4,18 thì chúng ta sẽ được cái đơn vị đó là kilojoule trên kg. Đấy, thì các bạn lưu ý.
Bạn nào sử dụng đồ thị thì các bạn nhớ nhân cái giá trị 4,18 này để chúng ta đổi sang kilojoule. Còn bạn nào sử dụng công thức thì thôi, chúng ta chỉ nhớ công thức thôi và chúng ta không có phần đổi đơn vị này, tại vì đơn vị này nó đã đổi sẵn rồi. Đây. Thì đây chính là một cái bài tập hướng dẫn về chúng ta cách xác định năng suất lạnh cho một cái hệ thống điều hòa không khí sơ đồ thẳng áp dụng cho mùa hè của chúng ta ha. Thì chúng ta yêu cầu phải tìm được ba điểm nút, ba điểm nút đó là điểm O, điểm T và điểm N. Đồng thời đó là chúng ta phải kiểm tra điều kiện vệ sinh. Nếu thỏa điều kiện vệ sinh thì chúng ta sẽ làm theo cách này. Còn video hôm sau thì ta sẽ hướng dẫn cho bạn đó là khi mà không thỏa điều kiện vệ sinh thì chúng ta sẽ xác định như thế nào ha. Rồi, xin chào các bạn.